Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, tinh trùng là tế bào sinh sản của nam giới và tình trạng bất thường về số lượng, khả năng vận động hay tỷ lệ dị tật của nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề, đặc biệt là khả năng có con. Chúng ta thường cho rằng số lượng tinh trùng nhiều sẽ đồng nghĩa với khả năng sinh sản cao hơn. Nhưng liệu điều này có thực sự đúng? Theo một nghiên cứu của Đại học Y Quảng Châu Trung Quốc đã chỉ ra rằng việc có quá nhiều tinh trùng ở nam giới không phải là dấu hiệu của sức khỏe tốt, mà ngược lại, đó có thể là một dạng bệnh lý gây ra vô sinh. Điều này đã khiến cho cánh đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Vậy lý do vì sao đàn ông sở hữu quá nhiều tinh trùng lại không phải là một người đàn ông lý tưởng cho việc thụ thai ở phụ nữ? Trong video ngày hôm nay thì Khánh Ngọc sẽ chia sẻ những cái lý do mà nghiên cứu khoa học này đã chỉ ra, quý vị nhé. Quý vị thân mến, căn cứ khoa học đã cho thấy tinh trùng quá nhiều cũng là nguyên nhân gây vô sinh. Mỗi tháng phụ nữ chỉ rụng một quả trứng, trong khi số lượng tinh trùng của nam giới có thể lên đến hàng trăm triệu. Tuy nhiên thì không phải số lượng nhiều hơn là tốt. Theo các nghiên cứu, một lượng tinh dịch khỏe mạnh cần phải đảm bảo có thể tích từ 2 đến 7 ml, và mật độ tinh trùng trong mỗi ml tinh dịch thì phải đạt ít nhất 20 triệu. Nếu số lượng tinh trùng thấp hơn, tức là bị thiểu tinh, điều này có thể gây ra các vấn đề như khó khăn trong việc tiếp cận trứng, giảm tỷ lệ thụ thai và nguy cơ vô sinh. Ngược lại, nếu số lượng tinh trùng cao hơn, liệu điều đó có thực sự tốt? Giáo sư An Gang khẳng định không hẳn như vậy. Ông cho biết khi số lượng tinh trùng vượt quá 200 triệu trên mỗi ml tinh dịch, đó là tình trạng đa tinh trùng. Lượng tinh trùng quá lớn sẽ gây ra hiện tượng phân bố năng lượng trong tinh hoàn bị giảm, làm cho mỗi tinh trùng nhận được ít năng lượng hơn. Điều này dẫn đến giảm khả năng vận động, khiến việc thụ thai trở nên khó khăn và thậm chí là dẫn đến vô sinh. Vậy đa tinh trùng là gì? Và hậu quả của nó ra sao? Đa tinh trùng là một tình trạng không hiếm gặp, chiếm khoảng 1-2% trong số các trường hợp vô sinh nam. Như vậy, tỷ lệ này không nhiều nhưng không hề hiếm gặp. Những người mắc tình trạng này thường có tinh trùng yếu, khả năng di truyền giảm và tỷ lệ biến dạng cao. Tất cả đều là nguyên nhân khiến quá trình thụ thai trở nên phức tạp. Tình trạng này có thể được phát hiện thông qua 3 lần xét nghiệm tinh dịch liên tiếp, giúp xác định chính xác mật độ và chất lượng của tinh trùng trong mỗi mẫu tinh dịch. Tinh trùng khỏe mạnh thường được đặc trưng bởi khả năng di chuyển linh hoạt, cấu trúc bình thường và tốc độ đủ để tiến đến gặp trứng. Trong trường hợp tinh trùng kém di động hoặc có tỷ lệ dị tật cao, việc tinh trùng có thể tiếp cận và thụ tinh cho trứng sẽ bị giảm. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với nam giới mắc chứng đa tinh trùng. Khi khả năng di chuyển của tinh trùng yếu đi, khiến khả năng thụ thai tự nhiên của cặp vợ chồng bị giảm đi đáng kể. Khi nó không thể đủ khả năng và sức lực tìm đến trứng, thì đồng nghĩa với việc là phụ nữ khó mang thai hơn. Khi đã xác định được đặc điểm, thì các nhà khoa học cũng xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng đa tinh trùng và cách xử lý với tình trạng này. Hiện nay thì nguyên nhân chính xác của đa tinh trùng vẫn chưa được xác định rõ ràng. Một số yếu tố có thể góp phần gây ra tình trạng này bao gồm yếu tố di truyền, môi trường và lối sống không lành mạnh. Thói quen sinh hoạt hàng ngày như thức khuya, căng thẳng, sử dụng chất kích thích như rượu, thuốc lá hay là tiếp xúc với môi trường ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng. Để giảm nguy cơ mắc các bệnh đa tinh trùng và cải thiện sức khỏe sinh sản, nam giới cần tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, giàu vitamin và khoáng chất như kẽm, selen, vitamin C và E giúp tăng cường chất lượng tinh trùng. Việc thường xuyên luyện tập thể dục, hạn chế tiếp xúc với các tác nhân độc hại và duy trì lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản. Khi phát hiện mắc chứng đa tinh trùng, bệnh nhân cần phải được theo dõi và kịp thời điều trị. Nếu việc điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống không mang lại hiệu quả,
Các chuyên gia y tế có thể đưa ra các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Các phương pháp phổ biến hiện nay bao gồm đó là thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm. Đối với các trường hợp nghiêm trọng, khi tỷ lệ di chuyển và hình dạng tinh trùng bị ảnh hưởng quá lớn, việc thụ tinh trong ống nghiệm có thể là biện pháp phù hợp giúp đưa dịch trực tiếp vào tử cung hoặc ống dẫn trứng để tăng khả năng thụ thai. Không chỉ các yếu tố vật lý, tinh thần và tâm lý của nam giới cũng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Căng thẳng kéo dài và lo lắng quá mức có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Một số nghiên cứu cho thấy rằng các vấn đề tinh thần có thể ảnh hưởng đến chức năng của tuyến yên và tuyến thượng thận, từ đó làm thay đổi sản sinh hormone sinh sản và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng. Do đó, bệnh nhân mắc chứng đa tinh trùng nên duy trì tinh thần lạc quan, thoải mái, tránh xa các áp lực tâm lý không cần thiết và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Quý vị thân mến, một số người cho rằng càng nhiều tinh trùng thì càng dễ thụ thai, nhưng thực tế như đã phân tích thì không phải vậy. Khả năng sinh sản của nam giới không chỉ phụ thuộc vào số lượng tinh trùng mà còn vào chất lượng, cấu trúc và khả năng di chuyển của tinh trùng. Tinh trùng cần phải khỏe mạnh, không bị dị tật và có đủ sức mạnh để di chuyển đến gặp trứng. Nếu có quá nhiều tinh trùng mà không đảm bảo được chất lượng, hiệu quả của quá trình thụ thai sẽ bị giảm. Đây chính là một số yếu tố rất quan trọng để đánh giá khả năng sinh sản của đàn ông. Nhiều cặp vợ chồng phải trải qua nhiều khó khăn, áp lực khi gặp phải các vấn đề về sinh sản, nhưng ít người hiểu được nguyên nhân từ ai và vì lý do gì. Hầu hết đàn ông và phụ nữ hiện nay hiểu được khái niệm về thiểu tinh, nhưng đa tinh thì lại không hiểu nó là gì và mức độ nghiêm trọng thế nào. Hiểu rõ các vấn đề này và có cái nhìn đúng đắn thì sẽ giúp cho cả hai duy trì tâm lý lạc quan, đồng hành trong việc tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp. Đáng nói là sự hiểu lầm của nhiều người về những kiến thức cơ bản trong sức khỏe tình dục vẫn có khá nhiều và khá mơ hồ. Thông qua video này thì Khánh Ngọc muốn khẳng định với quý vị một điều rằng việc quá nhiều tinh trùng ở nam giới không phải là dấu hiệu của sức khỏe sinh sản tốt mà có thể là biểu hiện của bệnh lý. Các biện pháp điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng hợp lý, giảm căng thẳng là những yếu tố giúp cải thiện sức khỏe tinh trùng. Nếu cần, các phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh nhân tạo hoặc trong ống nghiệm có thể là giải pháp cho các cặp đôi gặp khó khăn. Sự thấu hiểu và kiên nhẫn của cả hai vợ chồng sẽ là nguồn động viên lớn giúp vượt qua những khó khăn của hành trình đi tìm con cái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ của Khánh Ngọc xin kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.